Giảm một nửa tiền lãi phải trả cho những khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ là cách mà ngân hàng này chia sẻ khó khăn cùng người vay, đồng thời cũng tiếp tục ưu đãi cho gói vay mới để có nguồn tiền tái thiết sản xuất. Chúng tôi đã có cái gói là 2.000 tỷ đồng với cái mức lãi suất cho cả người dân vay ngắn hạn là 4,5%. Và đồng thời bên cạnh đấy chúng tôi tiếp tục rà soát những khách hàng bị thiệt hại để đưa ra thêm những cái gói mà nó cụ thể hơn cho những cái ngành và lĩnh vực mà bị thiệt hại nặng nề và cần phải có thời gian hỗ trợ dài hơn để cho khách hàng phục hồi. Song song với giảm lãi, một số ngân hàng cũng thực hiện tự cơ cấu nợ hoặc giãn nợ cho những trường hợp thiệt hại nặng. Còn để hỗ trợ chung cho các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư hướng dẫn về cơ cấu nợ theo hướng kéo dài thời hạn đến hết năm sau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại nợ và gia hạn nợ khoảng 1 năm. Sau đó chúng tôi sẽ cân đối tiếp tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Thì cái việc cơ cấu lại nợ cũng như là gia hạn thời gian trả nợ lãi, trả nợ gốc sẽ giúp khách hàng có thể vượt qua khó khăn và tránh tình trạng là khách hàng bị đình trệ sản xuất kinh doanh. Thông tư này là rất cần thiết, nó sẽ là cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng để các ngân hàng thương mại có thể triển khai những cái hoạt động về giãn nợ, hoãn nợ cũng như là cơ cấu lại các khoản nợ mà đối với các đối tượng bị ảnh hưởng sau bão. Và cái nội dung thứ ba tôi cho rằng cũng rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho để giảm bớt các gánh nặng nợ cho các doanh nghiệp. Cũng theo dự thảo thông tư quy định về cơ cấu nợ, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sẽ không giới hạn số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được áp dụng với các khoản vay có dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7 tháng 9 năm nay.